Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 25 cho số nguyên dương n và yêu cầu tính tổng s là các ước số nhỏ hơn chính nó. Đấy, tức là gì? Ví dụ ở đây mình nhập cho là n bằng 4 ạ. Đấy, thì ước của nó sẽ là gì? Của nó sẽ là 1 này. Đúng không ạ? 2 và 4 đúng không ạ? Thì những cái ước nhỏ nó là 1 đúng không ạ? 1 này và 2 đúng không ạ? Thì yêu cầu của bài này chính là mình phải tính được cái tổng của những cái số ước nhỏ hơn 1 nhỏ hơn số 4 này, chứ là nhỏ hơn n, thì cái tổng lúc đó, tổng s thì nó sẽ bằng 1 cộng 2 đúng không ạ? Đấy. Cộng bằng 3 đúng không ạ? Đấy, thì đó là cái yêu cầu của cái bài này. Đấy. Các bạn có thể hiểu như vậy. Thì sau đây mình sẽ viết code chi tiết cho cái bài tập này. Đầu tiên thì mình sẽ phải khai báo một số cái thư viện cho nó. Thư viện studio.h đúng không ạ? Sau đó sẽ là cái thư viện conio .h. Ở đây chúng ta cũng có thể sử dụng thêm một cái thư viện toán. Rồi, sau khi các báo thư viện thì ta bắt đầu đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến n, là chính là cái biến số dương, và biến tổng s. Tổng s ở đây mình ghi là tổng luôn ạ, cho nó dễ hiểu. Mình gắn khơi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0, vì ban đầu chưa có gì thì tổng sẽ bằng 0. Và sau đó mình sẽ phải in ra màn hình cái câu lệnh để chúng ta có thể nhập n vào. Nhập n đúng không ạ? Sau đó mình sử dụng cái câu lệnh scanf. Ở đây cái hàm print này nó báo lỗi đúng không ạ? Bởi vì ở trên này mình viết cái thư viện studio này sai đúng không ạ? Studio.h đấy. Sau khi viết sửa lại thì nó sẽ đúng ngay đấy. Đấy. Ở đây sẽ tiếp tục sử dụng câu lệnh scanf. Để nhập cái dữ liệu từ bàn phím vào. Đây sẽ là phần trăm D và đây sẽ là và n đúng không ạ? Rồi, sau khi đã nhập thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for đấy, với cái biến chạy là y, mình khởi tạo cho giá trị cho nó là bằng 1 và điều kiện của nó là phải bé hơn n. Vì ở đây mục đích của cái y này là mình sẽ lấy cái số n này chia cho y đấy, nên là ở đây cái y này điều kiện của nó phải bé hơn n để có thể thỏa mãn được cái yêu cầu của bài toán là cái ước nó phải nhỏ hơn cái số nguyên dương n đấy, thì mình phải đặt là y bé hơn n và đây sẽ là y cộng cộng. Và trong cái vòng lặp for này mình sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái n chia hết cho y, chia hết tức là nó chia phép chia lấy dư bằng 0 đấy, thì sẽ tính được cái tổng đúng không? Sẽ tính cái tổng sẽ bằng tổng cộng cho y đúng không? Lúc này thì y là ước đúng không ạ? Khi n mà chia cho y thì suy ra cái y này chính là ước của n đúng không ạ?
Đấy, thì tổng sẽ bằng tổng cộng y. Đấy. Và sẽ in ra. À, ở đây mình sẽ in ra một số cái ước của n để cho các bạn dễ hình dung. À, đây sẽ là ước của phần trăm d là mình sẽ in ra n, in ra y luôn. Rồi đây sẽ là phần trăm d, và bên đây biến địa chỉ của nó sẽ là y. Rồi ở đây thì mình phải đặt cái dấu móc cho nó ở trong cái lồng lệnh if này. Rồi sau đó thì mình sẽ in ra cái kết quả tổng đây, mình sẽ đặt là tổng s cần tìm là, rồi đây sẽ là phần trăm d, vì đây toàn là số nguyên nên tổng của nó sẽ là một số nguyên, và ở đây sẽ là tổng biến địa chỉ của nó sẽ là tổng. Đấy, và ở đây mình sử dụng thêm một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại. Rồi thì trên đây là toàn bộ code của cái chương trình tính tổng, các ước số nhỏ hơn chính nó là nhỏ hơn cái số nguyên đấy, với n là số nguyên chúng ta nhập vào, và mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đây, bây giờ chúng ta thử nhập là 4 nha. Thì ở đây nó đã in ra cái tổng cần tìm S là bằng 1. Và ở đây nó in ra nó không rõ đúng không ạ? Vì sao lại như vậy? Thì mình sẽ phải sửa lại ở một số chỗ như sau. Để mình chạy lại cho các bạn xem, để xem nó vì sao lại như vậy. Đấy. Ví dụ lúc này mình nhập 4, bây giờ mình cũng nhập 4 này. Đấy. Đấy, vì sao? Ở đây nó in ra lần lượt các ước mà nhỏ hơn 4, đấy, nhỏ hơn chính nó. Đầu tiên nó in ra 1 và nó tính tổng là cần tìm là bằng 1 luôn ạ. Và sau đó nó tiếp tục in ra cái ước còn lại là ước 2 là bằng 2. Và sau đó nó sẽ tính tổng là nó cộng dồn lại, nó cộng dồn tổng ở đầu tiên, sau đó nó in cộng với tổng là 2 ở đây, thì nó sẽ ra kết quả là 3. Để vì sao? Để khắc phục cái vấn đề này, thì ta làm như sau. Vì cái câu lệnh print mình đặt trong cái vòng là for, nên nó sẽ in lần lượt ra, cứ xong một lượt tính kiểm tra với một y mà đúng, thì nó sẽ in ra cái tổng. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái câu lệnh print này ngoài là cái vòng là for. Đấy. Đây mình xóa đi một cái dấu móc nhọn. Đấy. Và sau đó sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập là 4 như lúc này. Thì nó sẽ in ra cái tổng ở cái ước số mà bé hơn số 4 này, đó là 1 2 đúng không ạ? Và nó sẽ in ra tổng S cần tìm là 3 đúng không ạ? 1 cộng 2 bằng 3 đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử một cái ví dụ khác. Ở đây mình sẽ sử dụng ví dụ là 3. Đấy. Thì ước số nhỏ của nó là 1 đúng không ạ? Và tổng S cần tìm đương nhiên nó sẽ là bằng 1 đúng không ạ? Đây. Rồi. Thì trên đây là cái video giải bài tập tính tổng S các ước số nhỏ hơn cái số nguyên dương n, với n thì là một số nguyên dương mình nhập vào từ bàn phím. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.